Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm thuộc thương hiệu của Marang. Tên model của sản phẩm là BM350. Mới nhìn thôi thì các bạn chắc đã nhận ra điểm đáng tiền của sản phẩm này. Đây là dàn đèn LED nhảy theo điệu nhạc, được thiết kế cách điệu hình chữ V, nhìn rất là đẹp luôn. Và hình thức thì sản phẩm này còn mới lên đến 95%. Mời các bạn xem. Đây, phông chữ nghĩa nhìn rất đẹp và còn rõ ràng. Sản phẩm này được thiết kế bởi Mỹ và được sản xuất bởi Nhật nha các bạn. Các bạn biết đó, đồ do Mỹ thiết kế thì luôn có hiệu năng vượt trội so với cấu hình của sản phẩm. Và cấu hình của sản phẩm thì con này chạy 4 sò than, 2 tụ lọc nguồn to và tăng phô lớn, công suất là lên đến là 120W. Sản phẩm này được tích hợp chơi trong những không gian nhà vừa hoặc là nhỏ, hoặc là với những cặp loa bookshelf như là Tannoy 605, 632 hoặc những cặp loa 3 tấc có công suất 200W đổ lại. Và hiện tại là Nhật Audio đang kinh doanh sản phẩm này với mức giá là 3.300.000 đồng và free ship toàn quốc luôn cho các bạn. Các bạn muốn mua thì có thể liên hệ số điện thoại hoặc kết bạn Zalo để giao lưu và học hỏi. Về thiết kế, mặt trước của sản phẩm được làm bằng nhôm phay xước và được có màu vàng sâm banh, nhìn rất là đẹp luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có nút nguồn, khởi động bên thì nó sẽ sáng cái dàn đèn ở đây nha các bạn. Ở dưới đây là cổng cắm tai nghe. Ở đây là ba nút điều chỉnh chức năng bass, mid, treble. Đây là cái làm hay có dạng cần gạt, cái ba là núm xoay các bạn. Đây có tiếng kêu nghe rất là êm tai. Ở đây thì chúng ta sẽ có hệ thống loa 1 và hệ thống loa 2, Supersonic filter là bộ lọc âm trầm, tap monitor là chức năng nghe bằng tap, loa net. Đây là một sản phẩm mà được trang bị tính năng này mặc dù rất là rẻ các bạn. Đây là cũng cắm micro các bạn ạ. Này à, có thể cắm vô để mà hát karaoke các bạn. Ở đây có nút điều chỉnh micro rồi các bạn ạ. Đây, nút điều chỉnh micro luôn. Ở đây chúng ta sẽ có cổng kết nối tín hiệu nguồn vào là tuner, phono và tap 2 out và volume nữa các bạn. Volume này đi cùng với là ba lăng luôn. Ba lăng là cái vòng trong các bạn. Đây các bạn thấy là cái thanh đen đen này là cái volume các bạn, để hướng dưới cùng là ở giữa. Và đây là nút volume các bạn. Còn về mặt sau của sản phẩm, ở đây chúng ta sẽ thấy là tổng cộng là sản phẩm là có 8 cặp loa cho các bạn khả năng kết nối với 4 loa cùng một lúc. Thiết kế nút cũng rất là dễ dấn các bạn. Bạn cần đè xuống và xỏ dây vào để thiết kế và đánh giá là cắm dễ nhất rồi các bạn à. Ở đây chúng ta sẽ thấy là trở kháng là loa 1 và loa 2 thì trở kháng là từ 4 đến 16 ohm. Còn nếu bạn đánh cùng một lúc vào 4 loa thì trở kháng là 8 đến 16 ohm. Đây là số serial của sản phẩm. Đây là tem sản phẩm, tên thương hiệu, số model. Ở đây là tên nhà thiết kế các bạn, Charwood, làm tại California của nước Mỹ. Đây là dòng chữ design bởi USA và Mỹ, Corodup in Japan, sản xuất tại Nhật Bản. Đây là cái cổng kết nối tín hiệu nguồn vào. Đây, và đây là chức năng ghi âm. Rồi mình mời các bạn cùng thưởng thức chất âm của Marang BM350 với hai cặp loa. Đầu tiên là loa JBL của Mỹ, 2 tấc 2, 2 đường tiếng. Và cặp loa đến từ Đức, loa Baun 2 tấc rưỡi, 2 đường tiếng. Như loài chim bói ca trên cọc nhọn trắng âm, tôi tìm đời đánh mất
trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời, Thủy ơi và tình ơi. Mình mới mở ở lúc mà 9 giờ thôi các bạn. Bước âm thanh khoảng 9 giờ. Rồi để mình tăng bass lên như các bạn thấy cái màn loa rung. Chỉnh bass mid chép luôn các bạn, có cả âm mid luôn. Mình mở lên các bạn âm mid lên xem. Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nắm. Bạn ơi, âm mít nó nổi hơn thẳng. Vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Tập chép lên đó, lên keng các bạn à. Hãy nói về cuộc đời. Cái này mình đang hơi cao. Sao bề chất âm của Marantz BM350 khi nó có thể là chiến tốt cả hai cặp loa là JBL 2 tấc 2 và cặp loa là của Đức Baun 2 tấc rưỡi, thì hãy để lại bình luận bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian theo dõi video của Nhật Audio. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những lần tới.